Linh chủ tịch hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc, thì không biết là ông sẽ đưa ra những quan điểm và những cái ý kiến của mình như thế nào khi mà chúng ta nói về thách thức đối với doanh nghiệp, làm thế nào để biến những thách thức đấy thành cơ hội để doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Theo tôi thì với kinh nghiệm của chúng tôi hoạt động ở tại Hàn Quốc thì tôi thấy là riêng đối với cả Hàn Quốc và Việt Nam thì bây giờ quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc phải nói là rất là tốt đẹp, và cái nhu cầu giữa cái việc giao thương và về kinh tế thương mại cũng như là về văn hóa thể thao du lịch đều đang đạt ở mức độ rất là cao, và chúng tôi đánh giá đấy là cái tiềm năng rất cao. Và đặc biệt là khi các doanh nghiệp của Hàn Quốc thì khi có thể nói rằng là họ đã có quá nhiều bề dày kinh nghiệm để sang Việt Nam để làm việc. Nhưng đối với các doanh nghiệp của Việt Nam sang đến Hàn Quốc thì có lẽ là chúng ta cũng còn đang rất ít các doanh nghiệp Việt Nam đang có thể làm việc tại Hàn Quốc. Thực chất cái hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc của chúng tôi thực chất là mới được thành lập ra mắt từ tháng 7 năm 2018 vừa rồi. Có thể nói là mới thành lập ban đầu đến bây giờ là 152 thành viên, nhưng đấy là được hình thành từ những cái khối mà trước đây là anh em bắt đầu vừa mới nói là những người mà đã hiểu được một phần nào đó được những cái cách thức sản xuất và cách thức hoạt động của các đều là cách thức điều hành của các công ty của Hàn Quốc và cái ứng dụng văn hóa của Hàn Quốc và điều hành của công ty của mình, và tự tạo ra cho mình những cái thách thức mới hơn để đạt được những tầm cao hơn. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đối với chúng tôi thì chúng tôi dù là những đối là còn trẻ và là những người mà bắt đầu tìm hiểu tuy nhiên chúng tôi là có những cái kiến thức nhất định, cũng giống như là Mr. Hồng cũng như là anh Nam đã nói là chúng tôi là những người nằm sâu ở trong thị trường. Và chúng tôi hiểu rõ là nơi nào sẽ là thách thức, nơi nào, và từ thách thức đấy chúng tôi sẽ tạo ra những cơ hội. Những cơ hội ở đây thì chúng tôi sẽ khám phá ra, và bản thân trong anh em trong hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc và chúng tôi cũng đã bàn bạc và cũng đã trao đổi rất nhiều lần với các thành viên có liên quan. Chúng tôi đã vạch ra rõ những cái thách thức và đưa ra rõ những cái cơ hội để làm sao không những là chỉ có phát triển cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, mà chúng tôi mong muốn rằng cũng sẽ làm những cái cầu nối và những cái cánh tay nối dài đối với cả chính phủ và đảng nhà nước chính phủ Việt Nam, và cũng như là các doanh nghiệp Việt Nam hiện tại còn chưa nắm được hiểu sâu đối với các thị trường của Hàn Quốc, thì chúng tôi cũng sẽ hy vọng rằng là với những cái kiến thức mà chúng ta và những cái hiểu biết mà chúng ta đạt được thì chúng cũng mong muốn rằng là sẽ truyền tải và cũng sẽ là giúp ích cho những doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu được những cái môi trường đầu tư mới ở tại Hàn Quốc, và hy vọng rằng là đối với những cái vấn đề đó thì chúng tôi sẽ góp phần nào đó để tăng cường cái vị thế của doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam không những là chỉ ở trong nước mà còn ra nước ngoài, và một ngày nữa và dần khẳng định được là cái vị thế Việt Nam ở tại Hàn Quốc cũng như vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được hòa nhập sâu rộng và mạnh mẽ hơn. Xin cảm ơn ông. Và có lẽ là chúng ta vừa có những trao đổi về vấn đề